Quý vị biết là Minh Quỳnh có một người chị cũng Minh Quỳnh đi hát cho chị cũng đi theo ủng hộ, và đêm nay chị đã kẹt đi du lịch xa rồi, cho nên chị có gửi tặng mình bó hoa là chị được tên Định, nhưng mà cũng là mà tuổi heo, nhưng mà chị lớn hơn Quỳnh con giáp, cho nên là Quỳnh gọi chị là chị heo lớn và Minh Quỳnh là heo nhỏ. Đây là cảm ơn bó hoa của chị rất là nhiều. Quý vị vừa nghe bài hát trước khi và trước cái bài Biết Đến Bao Giờ, đó là nhạc phẩm Lầm của nhạc sĩ Lâm Phương. Mọi chiều lúc mình tập nhạc thì mình hát nghêu ngao chơi cho vui, mà tự nhiên cái thao cảm hứng cái là hồi tối nên lên bắt anh em ban nhạc đánh luôn cho mình hát. Quý vị nghe được không quý vị? Cầu tay cho anh em ban nhạc của chúng ta. Ok. Thưa quý vị, và sau đây một bài hát nữa của nhạc sĩ Anh Bằng, xin gửi đến quý vị nhạc phẩm mang tên Biển Dâu. Quý vị cùng lắng nghe sau đây. Bài này mình thích nhất là câu cuối: tôi yêu người còn hơn yêu tôi. Chết kìa, nãy mình quên uống lộn ly nước của ban nhạc hả? Đúng rồi. Ủa vậy cái ly này, cái chai này của ai? Không sao, ok. Kiếm tuy cái chai khác để thế chỗ anh nhạc để đem lời ca tiếng hát phục vụ quý vị khán giả khắp mọi nơi cũng như những người yêu thương chúng ta. Cảm ơn quý vị rất nhiều, cảm ơn các con, các trò của mình Quỳnh. Cảm ơn quý vị. Một lần nữa thì mình biết nhắc lại là những lầu hoa tươi này là được tiệm hoa Mon Ami đồng hành với chương trình ca nhạc tới đêm nay. Cảm ơn rất là nhiều. Của chú Hồng Quỳnh, chị đang ngồi phía dưới. Xin cảm ơn. Rất mong là được gặp chú Quỳnh ở những sân khấu như thế này. Ok, cảm ơn con. Rồi, à, hoa đẹp thật đấy. Ok, cảm ơn con rất nhiều. Cảm ơn bà chủ, ông chú. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Quý vị yêu đến ủng hộ tiệm hoa Mon Ami nha quý vị tại Đà Lạt chúng ta. Cảm ơn rất nhiều. Rồi bây giờ mình hát tiếp nha. Cái gì em ha? Chắc là nãy mình hát Lầm rồi, bây giờ mình đổ vào một cái gì cho nó Biết Đến Bao Giờ đi ha. Kính thưa quý vị, và sau đây mình Quỳnh gửi về một sáng tác của nhạc sĩ Lâm Phương. Bài hát này mình Quỳnh cũng đã hát rất là lâu năm rồi. Bài hát rất là quen thuộc, nhạc phẩm được mang tên Biết Đến Bao Giờ. Mary Nguyễn USA tình cờ gặp ca sĩ Mạnh Quỳnh. Dạ, cảm ơn. Dạ. Ok, không sợ ha. Chứ nó quay qua cái bùa đưa cái tay này qua cho ăn cái tự nhiên thấy ông xã hả, thôi đứng dậy nó giỡn thôi. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, cảm ơn em. Dạ. Thưa quý vị, thật ra thì Mạnh Quỳnh, quý vị không biết đâu, thường thường á chỉ có một người mà mình diễn duy nhất mà mình có thể ôm chặt, đó là Phi Nhung mà thôi. Khi mà mình Quỳnh diễn với bất cứ một ca sĩ nữ nào khác, kể cả khán giả cũng vậy, khi mình Quỳnh diễn có bị thấy là khi chụp hình, khi lúc nào có bị thấy là mình Quỳnh diễn phía sau cái eo của người nữ đó, nhưng thật ra mình Quỳnh không có đụng đâu. Quý vị nhìn phía trước nhìn thấy thì ôm bên heo để cho nó đẹp chứ không gì hết, nhưng mà cái tay mình Quỳnh lúc nào cũng cách cái body của người bạn con gái nó khoảng bao nhiêu đây, để cho nó có một cái sự tôn trọng thôi. Chứ thật ra thì chụp hình với khán giả thì lúc nào quý vị thấy mình cũng nhưng mà không có, chưa không có đụng tới ai hết á. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và tới đây một bài hát kế tiếp để tới lời yêu cầu của những quý vị khán thính giả ở rất là xa, ở Mỹ cũng đã yêu cầu bài hát này. Hôm nay đi mấy tour rồi đều hát nhạc phẩm này, và đặc biệt đêm nay cũng có một người lúc nào cũng đi theo show với Mạnh Quỳnh cũng đều mặc áo tím. Đó là Thúy Ái ngồi đây. Hôm nay tôi sẽ hát bài Trả Lại Em Màu Tím ha, hay là Trả Lại Anh, Trả Lại Anh Màu Tím. Ok. Dạ, ok, cảm ơn. Cảm ơn em. Ủa trời, hoa tươi không nha. Hoa tươi.
À ok. Dạ dạ. Kem ra. Rồi thì Mạnh Quỳnh biết là những lọ hoa tươi xinh thắm như thế này thì Mạnh Quỳnh biết có sự đồng hành của Mon Am Flower phải không? Đúng không? Đúng không? Em đọc đúng không chị? Sẽ đồng tài trợ cho chương trình này. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Em chọn đó hả? Em chọn hả? Rồi. Ok. Bông nhiều thế này và nhà cho nên là ai tặng xong Mạnh Quỳnh hôn bó hoa một cái rồi đem xuống nha. Có hôn người tặng không anh? Tại vì Mạnh Quỳnh không có bị dị ứng của bất cứ loại hoa nào cho nên không có sợ. Có hôn người tặng không ạ? Có hôn người tặng không ạ? Hai làm quá dễ sợ luôn hai. Rồi nếu mà tặng hoa nào của tặng hôn thì chết rồi. Dạ cảm ơn anh rất nhiều. Rồi, có ai chụp anh đâu? Ok, không ai chụp anh rồi, ok. Rồi, ok, em cảm ơn anh. Bộ hoa đẹp thật cách. Xứ sở hoa là hoa xa. À, ok, rồi. Rồi bây giờ cái tôi nhìn tủ này nó kêu mình quất một bình chú, không ghê quá. Rồi, ok, cảm ơn cơm. Dạ. Yêu cái phẩm lễ tình buồn. Mà nhà đánh quá hay phẩm quý vị mình hốt tay nữa. Anh em mới dẹp được chiều đến này á. Thưa quý vị, nhà phẩm lễ tình buồn thì Mạnh Quỳnh viết, Mạnh Quỳnh muốn đã chia sẻ trên trang cá nhân của Mạnh Quỳnh là vào năm 2016 thì Mạnh Quỳnh có về làm cái live show kỷ niệm 20 năm tiếng hát Mạnh Quỳnh tại Sài Gòn là nhà hát Hòa Bình. Thì có những buổi tập nhạc để dợt nhạc cùng với anh em văn nhạc trong cái live show đó. Thì trong lúc chờ âm thanh thì Mạnh Quỳnh ngồi tâm sự với một số anh chị nhạc sĩ trong đó. Không biết giấu tên, không có nói cho ai biết hết. Thì anh ta có chia sẻ về cái tình cảm của anh ta với một người con gái. Anh ta là cũng đánh trong các phòng trà, các hộp đêm đó quý vị. Thì anh ta cũng nghèo, cũng đi đánh nhạc kiếm sống qua ngày. Và anh ta và cô gái ca sĩ trong phòng trà, hai người đã yêu nhau thấm thiết lắm, cũng cho nhau thật là nhiều kỷ niệm. Nhưng một ngày nào đó thì cô ta vì cuộc sống, vì chiếc cơm bánh áo hay là vì một hoàn cảnh nào đó, cô ta đã chia tay anh và đã ra đi tìm một cái niềm hạnh phúc mới, một cái tương lai mới. Và cho dù anh ta rất là đau khổ nhưng mà vì biết mình nghèo không đem lại hạnh phúc cho người yêu của mình, cho nên để cho người yêu mình ra đi. Cho nên nhưng mà trong lòng anh ta lúc nào cũng yêu. Và bởi vì Mạnh Quỳnh mới sáng tác cái câu cuối là: may cho dù đời giông gió bể dâu, hoa tàn phai nhụy rượu sắc hương thơm, vòng tay ấm dấu yêu xưa đón đợi em về, lệ tình buồn không rơi rước rớt động bờ môi. Đó là bốn cái lâm câu thơ Mạnh Quỳnh dành cho người ca sĩ quý vị nghe tội nghiệp ha. Thật ra thì trong tình cảm, trong tình yêu thì có những cái mối tình mà nó ngang trái lắm, nhưng mà trong cái cuộc tình như thế này thì chúng ta lúc nào cũng dành cho người thanh niên, người con trai những cái tấm tình sâu nặng hơn, đó là bị người yêu chia tay rồi từ bỏ ra đi. cho nên mới có trong cuộc sống của chúng ta mới có những nhạc phẩm mà chia ly không vị. Quý vị cứ tưởng tượng thôi, trong cuộc sống chúng ta mà không có tình yêu thì âm nhạc mình nói lên được cái gì? Cha mẹ thì cũng ít nhiều người biết, đặc biệt là vợ chồng cũng không ai biết. Thì quý vị thấy là cách đây khoảng chừng bao thời gian không xa, không lâu thì Mạnh Quỳnh có sáng tác một bài về vợ, chẳng hạn như bài về vợ tôi. Quý vị biết ngày xưa thì nhạc phẩm nhạc sĩ ai cũng biết về tình yêu, người yêu, mà không đâu ai biết vợ con đâu. Mạnh Quỳnh chơi luôn về vợ và được người yêu tôi thích rất nhiều. Thôi bây giờ đó là những cái món chuyện vui vẻ thôi, tâm sự cùng tất quý vị có mặt của tối hôm nay cho nó thay đổi không khí chút xíu. Bây giờ trở lại với dòng nhạc mình còn khoảng 1, 2, 3, 4, 5 bài nữa, 2 bài nữa. Ok, 10 bài nữa không sao, chút sẽ còn mời hai đứa học trò ra hát nữa mà, yên chí đi, chưa tha cho nó lãnh lương nhẹ nhàng gì đâu. Rồi, ok, mình còn Giọt Lệ Sầu, mình còn Buổi Sáng Đêm Nay, mình nhạc nhạc Lâm Phương hơn nhiều. Con Đường Mang Tên Em, Ngày Còn Em Bên Tôi. Ngày Còn Em Bên Tôi đi hai.
tâm cứ buồn. Ok, thôi bây giờ mình đổi dòng nhạc cho Lâm Phương nãy đi. Mình hát giờ hai bài hát cho Mạnh Quỳnh kết hợp lại thành clip khúc. Bài hát đầu tiên của nhạc sĩ Trúc Phương, nhạc phẩm Con Đường Mang Tên Em. Và nhạc phẩm thứ hai của nhạc sĩ Trầm Nguyên Khanh, nhạc phẩm Đường Mang Tên Ngày Còn Em Bên Tôi. Mạnh Quỳnh sẽ kết hợp hai bài lại cho quý vị nghe nha. Vào một tay nữa cho ban nhạc quý vị.